cái kỷ niệm mà em với lại Trương Quỳnh Anh với lại ông xã của Quỳnh Anh. Đó, 4 năm thôi là quên luôn cái họ rồi. Anh ơi, em ngồi, đội anh ngồi đó được không? Xin lỗi. Em cảm thấy tổn thương lắm mà thật sự luôn á. Cho người ta một cơ hội nữa đi em. Tôi rất buồn. Vậy thôi, giờ em có muốn về đội bên đó không? Baby, come to me. Bên này yên tâm, em ngồi đây làm nội gián cho chứ thật sự cũng không thân lắm đâu. Thấy chưa? Trời ơi, chết rồi, sao kỳ. Ủa anh ơi, nó thiệt luôn á. Anh nghĩ em phải trải qua chương trình này mọi như người thế ơi, nào? Mọi người khoan. Mình tên là gì? Hồi nãy anh nói mình tên là gì? Trương Quỳnh Anh. Mấy người nhiệt tình quá à. Không, đúng, khán giả người ta có cái quyền của người ta. Cái quyền người ta buồn của người ta. Quỳnh Anh có cái quyền buồn của mình vì sao? Bạn bè không cần bạn bè luôn. Đúng trong rồi. Showbiz là hiểu nhau.